Là một học sinh cũ của trường cấp 3 C Hải Hậu, tôi dành tất cả tấm lòng của mình viết nên ca khúc Trường Linh B Nâng Bước Ta Đi, dành tặng tất cả các thế hệ, các thầy, các cô, các bạn học sinh. Tôi hy vọng rằng ca khúc sẽ trở thành niềm cổ vũ, sự động viên khích lệ và khơi dậy lòng tự hào của thế hệ các thầy, các cô, học sinh để ngôi trường Trường Linh B trong tương lai sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, trở thành một điểm sáng trong ngành giáo dục của tỉnh nhà.